Vâng, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại kênh chợ đồ nghề Nhật Bãi nha. Thì hôm nay clip số 3 mình lên giao bếp nha anh em. Mình bán một ít giao bếp cũ ha, chưa qua vệ sinh, thì bán cho anh em chủ yếu về nhà vệ sinh nha. Rồi thì cũng như mỗi khi xin nhắc lại với anh em các hình thức giao dịch ha, ship code và chuyển khoản, anh em mua chuyển khoản hoặc bao ship nha. Thì mua hai mã hoặc chuyển khoản thì bao ship. Đối với riêng mặt hàng giao bếp thì thực sự là mình ưu tiên các anh em chuyển khoản nha, tại vì tình hình nói chung là giao bếp thì ship rất là khó, cho nên thì thực ra là nhiều khi mình sẽ ưu tiên cho anh em chuyển khoản. Rồi thì đầu tiên mình đi vô mã số 1 nha, mã số 3-1 đó là một combo gồm 4 cây nha, gồm tất cả là 5 cây nha, gồm 5 cây, một cây là cây đề 3 đó, cây số 1 nè. Cây số 1 là 3 lớp nha. Đó, chiều dài lưỡi của nó là 16, bản của nó là 4. Cây số 2, chiều dài lưỡi của nó là 10-20, bản của nó là 3.5. Nó dài tầm khoảng 5-6 ly gì đó. Rồi, cây số 3, chiều dài lưỡi của nó là 15.5, bản của nó là 3.5. Cây số 4, chiều dài lưỡi của nó là 16.5, bản của nó là 4.5 nha. Cây số 5, chiều dài lưỡi của nó là 15, bản của nó là tầm khoảng 3. Đó, combo số 1 nha, 3-1, mình bán giá là 500. 3-2 nha, 3-2 có tất cả là 3 cây, 2 cây Nakiri thủ công và 1 cây đề 3 nha. Rồi, cây số 1, cây này 3 lớp nha anh em, chiều dài lưỡi của nó là 14.5, bản của nó là 5.2. Cây số 2, chiều dài lưỡi của nó là 14.5, bản của nó là 5.2. Cây số 3 là cây đề 3, chiều dài lưỡi là 10, cây đề 3 đã mài cũng khá bén này ha. Đó. Chiều dài lưỡi của nó là 10.5, bản của nó là khoảng 4 nha. Nó dài khoảng tầm 6 ly. Chữ này nè. Đề 3 ha. Rồi. Mã số 03 3 cây ha, 500. Mã số 02 nha. 3-2 500. 3-3 là 3 cây đề 3. Hai cây một lưỡi ha, hai cây. Đó. Cây số 1. Cây này thì bản thân nó ngày xưa là khâu sừng nha anh em. Là sừng nó bị tét bể. Chiều dài lưỡi của nó là 15, bản của nó là tầm khoảng 4.5, nó dài khoảng 6 ly. Cây số 2, chiều dài lưỡi của nó là 14, bản của nó là 4.5 và nó dài tầm khoảng 8 ly nha. 8 ly. Cây số 3, là cây đề 3 khâu sừng mini ha. Chiều dài lưỡi của nó là 10, bản của nó là khoảng 2.7 ha, 2.7, con này khâu sừng mà nó hơi mòn, khâu sừng hơi mòn nha. Rồi mã số 3-3, 500, 3-4 có tất cả là 4 cây nha. Cây số 1, Nakiri, cây số 1, Santoku, chiều dài lưỡi của nó là 17, bản của nó là 4.5. Cây số 2, Sashimi, chiều dài lưỡi của nó là 19.5, bản của nó là 3. Cây số 4, chiều dài lưỡi của nó là 13, bản của nó tầm khoảng 4.5. Thủ công ha, chữ rất là nhiều bên đây nè. Chữ rất là nhiều ha. Cây số 4 nè, chiều dài lưỡi cây này 3 lớp. Chiều dài lưỡi là 15.5, bản của nó là 4.5 nha. Đó, rồi 4 cây này mà mã số của nó là 3-4 500 nha. Rồi 3-5 nè. 3-5 có tất cả là 4 cây nha. Chiều dài lưỡi con này là giống như dao làm lươn đấy nha. Chữ của nó là hai mặt nha. Mấy cây này thép rất là xịn nha. Chữ của nó thủ công dọc lên tới trên đây nè. Đó, anh em thấy không? Khâu đồng luôn nha. 15, bản của nó là 4.5. Cây số 2, chiều dài lưỡi của nó là 12.5, bản của nó là 4.5. Cây số 3 là cây dao chặt. Chiều dài lưỡi là 19, bản của nó tầm 5 ha. Con này nó cũng dày dày. Thép của nó là hai lớp nha. Đó. Cây số 4 là một cây dao stainless steel của hãng gì đó. Con này giống như dao đi cắm trại ha. Chiều dài lưỡi của nó là 12, bản của nó là tầm khoảng 2.3-2.4 ha. Đó. Rồi 4 cây này, mã số của nó là 4-5 nha. 3-5. 3-5 mình bán giá là 500 luôn nha anh em. 3-5.
3-5 ha. Rồi 3-6 nè, 3-6 tất cả là 4 cây nha. Rồi cây thứ nhất là một cây sashimi nè. Cây sashimi chiều dài lưỡi là 19.5, bản của nó là 3 nha. Chữ này nè. Rồi cây số 2 là cái nakiri, chiều dài lưỡi của nó là 13, bản của nó tầm 4.5. Chữ rất là nhiều nguyên dọc trên đây này nè. Cây số 4, cây số 3 là một cây đề 3, tã mài bén này ha. Chiều dài lưỡi của nó là 12, bản của nó là 4. Đó. Dày khoảng tầm 6 ly hơn ha. Rồi cây số 4 nó là một cái lưỡi sashimi dài ha. Lưỡi này thì không chữ nhưng mà được cái cũng rất là bén, 25, lưỡi 25, chiều dài của nó là 2.5. Nó dày cũng tầm khoảng 4 ly. Đấy. Rồi, combo mã số 6 này bán giá là mã số 3-6 nha. 3-6 500.000. 3-7 này nha. 3-7 là bao gồm tất cả hai lưỡi đề 3, một cái santoku nha. Rồi, cây số 1 đề 3 khâu đồng. Chiều dài lưỡi của nó là 14.5, bản của nó tầm khoảng 4.7, dày khoảng 8 ly. Khâu đồng ha, chữ mặt sau này. Và cây số 2 là cây đề 3, đã mài bén, đã vệ sinh mài bén, chỉ thiếu mỗi cán thôi. Đó, chiều dài lưỡi của nó là 15, bản của nó tầm khoảng 4.6, nó dài khoảng tầm 8 ly nha. Rồi cây số 3 là cây santoku, thép Thụy Điển ha. Chiều dài lưỡi của nó là 16.2.3 gì đó, bản của nó là 3.5. Đó, 3 lớp nha. Rồi 3 cây mã số 3-7 ha, 3-7 500. 3-8 nè, 3-8 tất cả là 3 cây nha. Cây số 1 là cây đề 3, chiều dài lưỡi của nó là 15, bản của nó là 4.7, bề rộng của nó là 8 nha. Con này thì cán nó hơi bị té cái xíu. Rồi cây số 1. Cây số 2 là cây sashimi, nó hơi cong nhẹ xíu ha, này bẻ lại. Chiều dài lưỡi của nó là 23, bản của nó là 3.2, nó dày tầm khoảng 3 ly, này khâu đồng ha. Rồi cây số 3 là một cây Hiromoto. Đó, con này thì nói chung là con này thì chủ yếu anh em về làm dao lóc ha, về làm dao lóc thì là ok. Con này thì tại vì nó xài nó mài cái kiểu liếc nhau thì thử riết nó mòn ở giữa này. Đó, chiều dài lưỡi của nó là 16.5, bản của nó tầm khoảng 4 nha. Đó thì anh em này về độ dao lóc rất là bén ha, thép con này rất là tốt. Đó, rồi mã số 8-8, mã số 3-8 nha. 3-8 là 500. Ba gạch chín này nha. Ba gạch chín là nguyên mớ hỗn độn này nha. Đó, rất là nhiều luôn. Rồi ba gạch chín là cái số 1, cái số 1 là con dao này hình như là dao làm lơn hay gì đó. Chiều dài lưỡi của nó là 10 là 9 ha, lưỡi của nó là 9, bản của nó là 2. Đó. Cái số 2 đề 3 nha, chiều dài lưỡi của nó là 10, bản của nó là 3.5 nha, nó dài khoảng tầm 4 ly. Cây số 3 con này thì nó test cán, anh em về chắc vô keo lại ha, hoặc làm cán mới được cái là thép nó cũng rất là tốt ha. Chiều dài lưỡi của nó là 14, bản của nó là 3.5. Cây số 4 chiều dài lưỡi của nó là 10.5, bản của nó là 3 ha. Con này về thép Thụy Điển này, anh em về độ làm lại. Rồi cây tiếp theo là một cây Petty, thép không rỉ, chiều dài lưỡi của nó là 12, bản của nó là 2.2. Cây số 3 là một cây thép Thụy Điển luôn. Cây này thì nó hơi rỗ một tí xíu ha, nhưng mà cái thép của nó cũng khá là tốt. Cái này thì anh em về xài vẫn được ha. 21. Bản của nó là 4.2. Cây tiếp theo là một cây sashimi khâu sừng ha. Cái này thì nó mòn quá. Nó mòn quá trời mòn luôn nè. Nhưng mà mấy cây này thép rất là xịn nha. Thép Yasuki thì phải, khâu sừng ha. Đó, thì còn 4 cây nữa là cây, một cây Petty của Đức nè, một cây ghép cành nè, đó với lại mấy cây dao này nữa ha. Rồi combo của nó là mã số 9 này là 500.000 nha, một đống nha. Rồi mã số 10 nè, mã số 3-10 nè. Mã số 3-10 bao gồm tất cả 4 cây nha. Ở cây số 1 nè, lưỡi đề 3, chiều dài lưỡi của nó là 13.5, bản của nó là 4, nó dài là 7 ly nha.
cái số 2. Đề 3, lưỡi đề 3, chiều dài lưỡi là 15, bản của nó là 4.7 nha. À, nó dày tầm khoảng 8 ly. Cây số 3 là cây dao làm lươn, khâu sừng nha, nhưng mà nó hơi tét một tí xíu. Chiều dài lưỡi của nó là 12, bản của nó tầm khoảng 2.7 ha. À, nó dày tầm khoảng 4 ly. Và cây số 4 là một cây Santoku, chiều dài lưỡi của nó là 14.5, bản của nó là 4 ha. Đó. Rồi 4 cây này bán giá 500.000 nha. Mã số của nó là mã số 10, 3-10 nha. Ba gạch 11, 4 cây nha. Đó, cây số 1 là một cái lưỡi Nakiri rất là bự nha. Có chữ nguyên dọc chữ lên tới đây. Nguyên dọc chữ thủ công nha. Cái này nó 20, chiều dài là 20, bản của nó là 5. Dài tầm khoảng 4 ly. Đó. Mặt sau thì nó nói chung nó hơi đen ha. Nó hơi rỗ không rỗ nhưng mà nó hơi rỉ đen thôi. Cây này thì là một con dao lóc rất là tuyệt vời nha. Chiều dài lưỡi của nó là 14.5, bản của nó tầm khoảng 2.7. Cây số 3 là một cây Petty, chiều dài lưỡi của nó là 11.8, bản của nó là 2.2. Cây cuối cùng là cây Santoku, chiều dài lưỡi của nó là 16, bản của nó là 3.2. Đó, tổng 4 cây này là 500.000 nha, 4 cây 500. Đó, mã số của nó là 11 nha, 3-11. 3-12 là 4 cây nè. Cây số 1 là Sakaishito. Sakaishito con này nó bị lỗi lỏng cán thôi, còn lại là nó cũng khá là ok. Chiều dài lưỡi của nó là 20.5, bản của nó là 4.4. Cây số 2 là một cây Petty còn đẹp ha. Chiều dài lưỡi của nó là 15, bản của nó là 2.5. Cây số 3 là một cái lưỡi dao chữ nhật rất là nhiều trên đây nha. Chữ nhật rất nhiều trên đây. Cái này anh em về tự làm cán lại nha, cái thép của nó rất là xịn nha. Chiều dài lưỡi của nó là 18, bản của nó là tầm khoảng khúc này khoảng 5. Mà lưỡi vắt một bên cho nha ha. Và cuối cùng là một cái lưỡi Santoku, chiều dài lưỡi của nó là 23.5, bản của nó là 4.5, có chữ rất đẹp. Cái này thì lưỡi anh em về hàn cán, làm hàn cán lại ha, tang của nó còn đẹp. Rồi, mã số của nó là mã số 12 nha. Mã số 12 đó là mã số 12 500. 3-12 nha. 3-13. Đó, một con của Takayuki, mấy con này thì cũng ok. Này anh em, tại mình không có thời gian mình dọn đi lên mình bán luôn ha. Cây số 1 Takayuki thì phải. Chữ này nè. Lưỡi của nó dài lắm. 39 ha, bản của nó tầm khoảng 4. Đó. Cây số 2 là cây đề 3, chiều dài lưỡi của nó là 13, cây này thì mài cũng bén này ha. Bản nó là 4 và nó dài tầm 8 ly. Cây số 3 là Santoku, chiều dài lưỡi của nó là 14, bản của nó là 4.2. Cây số 4, bản của nó là chiều dài lưỡi là 16.7, bản của nó là tầm 4.2. Cây số 5, chiều dài lưỡi của nó là 16.5, bản của nó là 3.5. Đó. Rồi, 5 cây này mã số 10 ha, mã số 13 nha, 3-13, 500. 3-13 ha, 3-14. 3-14 có tất cả 3 cây nha. Đấy, 3 cây. Cây số 1. Chiều dài lưỡi của nó là 10.5, bản của nó là 3.7. Cây số 2, chiều dài lưỡi của nó là 10.5, bản của nó là 3.7. Mấy cây này thì mình đã mài hết rồi ha. Mình đã mài hết rồi, hạ góc mài hết rồi, 6 ly ha. Cây số 3 là một cây Santoku thép 3 lớp rất là dày ha. Đó, thép thủy điện nè. Hình như thép thủy điện thì phải. Đó. Chiều dài lưỡi của nó là 16 ha, bản của nó tầm khoảng 4. Đó, con này rất là dày luôn nha. Rồi, con này mã số 14 ha, 500.
số 15, 3 cây. 2 cây, 1 cây đề 3, 1 cây Nakiri, 1 cây Santoku. Chiều dài lưỡi của nó là Santoku, lưỡi là nó là 16.5, bản của nó là 4.4 nha. Cây số 2 cây đề 3 khô đồng, chiều dài lưỡi của nó là 17, bản của nó là 4.5, dài khoảng 9 ly. Cây số 4 là cây Nakiri mà nó hư cán này ha, được cái là thép 3 lớp mà bản nó cũng khá bự, chiều dài lưỡi 16, bản của nó là 4.6, dài lắm nha anh em. Này anh em về làm cán này ok. Rồi 3 cây 500 nha, mã số của nó là 3-15, 3-16 thì bán giá 2 cây này 500 nha. Cây số 1, mấy cái này còn đẹp nguyên nha, đã mài bén, đã hạ mép hết rồi, chiều dài lưỡi của nó là 15, bản của nó là 4.5, nó dài tầm khoảng 7 ly nha. Rồi con này là chiều dài lưỡi của nó là 17.5, bản của nó là tầm 3.7 nha, khâu đúc liền nguyên khối ha, đã mài bén luôn rồi. Đó, cây này thì mình sẽ cho thêm một cây này nữa nha. Đó là 3 cây 500, mã số của nó là 16 ha, 3-16. Đây gạch 17. 3 mặt gạch 17 là 4 cây nha. Rồi, cái thứ nhất là một cây dao lock của silver thép Nippon nha. Chiều dài lưỡi của nó là 14, bản của nó tầm khoảng 3.7. Cây số 2 là một cây Santoku, chiều dài lưỡi của nó là 18, bản của nó là 3.7. Cây số 4 nó là một cây dao của Kiza. Cây này thì của Kiza nha. Đó, đó là thép nó thì rất là ok, nhưng mà là ngặt cái nó bị té cán với nãy mẹ. Con này thì ban đầu thì mình tính mình mua về mình làm con dao lóc ha, thành con chế thì con Honesuki mình làm cán lại ha. Ha, mình tháo ra mình sẽ cán nó, còn mình chỉ có thay cái chốt pin thôi. Đó, làm thành con dao lóc ha. Đó, lưỡi của nó là 16 18 ha. Bản của nó là 4.5, con này nó hơi mẹ cho nên mình vẫn đổi dao lóc được. Đó. Rồi cây số 4 nè. Cây số 4 cây Nagiri chỉ lưỡi 15.5, bản của nó là 3.7 nha. Đó, 3 lớp. Rồi, mã số 17, 3-17, 500. 3-18 là 2 cây đề 3 không sừng ha. Rồi cây số 1. Cây số 1 là chiều dài lưỡi của nó là 17, bản của nó tầm khoảng 4 và nó dày là dày 9 ly ha. Con này thì chữ của nó anh em nhìn là hai dọc hai bên. Đó, anh em nhìn thấy ha. À, chữ của nó dọc hai bên luôn, rất là đẹp luôn đó anh em, tại vì con này á, thì nói chung là độ gia lóc là tuyệt vời nha. Đó, con này thì khâu sừng. Cây số 2 cũng là cây khâu sừng luôn, nhưng mà sừng nó bị tét. À, sừng nó bị tét nên hình thực ra là được cái thép nó cũng rất là tốt ha. Chiều dài lưỡi của nó là 15, bản của nó là 4 ha. À, nó dày tầm khoảng 3 ly. À, khâu sừng ha. Này thì trước mình nhỏ dọn rồi nhưng mà mình để lâu nó lại rỉ lại ha. Khâu sừng. Rồi 2 cây 500 nha, mã số của nó là mã số 18. À, mã số của nó là 3-18 nha. Rồi 3-19 nè, 3 cây. Cây số 1 đề 3, chiều dài lưỡi của nó là 16, bản của nó tầm 4.5, nó dày tầm khoảng 7 ly nha. Đó. Cây số 2 là cây đề 3, chiều dài lưỡi của nó là 10, bản của nó tầm khoảng 3.7 ha, nó dày tầm khoảng 6 ly rưỡi. Đó. Cây số 3 là cái lưỡi này giống như lưỡi thép xanh vậy đó nha. Đó. Cái lưỡi này thường là lưỡi thép xanh ha. Chiều dài lưỡi của nó là 14.5, bản của nó là 3.7 ha. Con này nó dày ở trong đây thì nó tầm khoảng 2 ly rưỡi 3 ly ha. Con này vân búa trên bề mặt chữ ha, chữ mặt sau. Đó, cái này là anh em về nhà làm dao lóc cũng tuyệt vời ha. Con này thép rất là bén nha. Đó, rồi mã số 19 ha, 3-19 500. 3-20 ha, là một cặp dao 500 luôn. 250 một cây. Chiều dài lưỡi của nó là 21. Bản của nó là 5, à, nó dày, con này rất là dày nha. Con này thì dày khoảng 5 ly. À, con này hình như của Lobo phải. Đó, cây số 1. Cây số 2 là một cây của hãng Takuchi tự nhiên quên tên con logo gà này.
lưỡi, chiều về lưỡi của nó là 20, bản của nó là 3.7 ha. 2 ly này không rút liền nha. Đó, rồi mã số của nó là 23-20500. 3-21. Con này thì nó hơi cong nhưng mà anh em có thể lắn lại được ha. Chiều lưỡi của nó 16, bản của nó tầm 4 ha. Đó. Này 3 lớp. Rồi cái số 2 này cái đẹp 3, chiều dài lưỡi của nó là 14.5, bản của nó tầm khoảng 4.5 mà nó dày là khoảng 8 ly nha. Cái số 3 là cái đề 3, chiều dài lưỡi của nó là 14.5, bản của nó là 4.7-4.8, chữ rất là đẹp ha. Chiều dài lưỡi của nó là, bản dày của nó là 8 ly nha. Đây, con này cũng còn tương đối đẹp nha, về hạ lưỡi nè. Rồi mã số của nó là 3-21500. 3-22, 3 cây nha. Cây số 1 là cây đề 3, chiều dài lưỡi của nó là 15, bản của nó tầm khoảng 4.8, dài khoảng 7 ly ha. Con này đã hạ mép, đã mài bén rồi. Cây số 2 là một cây sashimi, chiều dài lưỡi của nó là 21, bản của nó tầm khoảng 3.1 ha. Cây số 3 là một cây santoku, chiều dài lưỡi của nó là 19, bản của nó là 4 ha. Rồi, 3 cây 500 nha, mã số của nó là 3-22. Gạch 23 là 3 lưỡi đề 3 nha. Cái số 1 giờ lưỡi 19 nè, bạn của nó là 4.7, dài tầm khoảng 7 ly. Cây số 2 chiều giờ lưỡi của nó là 16, bạn của nó tầm khoảng 5.3, này nó dài tầm khoảng 7 ly nha. Cây số 3 chiều dài lưỡi của nó là 13.5, bản của nó tầm khoảng 4.7, dài khoảng 8 ly, dài 8 ly, chữ mặt sau ha. Rồi, 3 cái đề 3, 500 nha. Mã số của nó là 3-23, 500. 3-24 ha. Đó, 3-24, 500 nha. Cái số 1 là cái đề 3, hư cán nha, cán của nó bị sụp xịt. Chiều dài lưỡi của nó là 16, bản của nó tầm khoảng 4.7, nó dài khoảng 7 ly. Cây số 2 là cây sashimi, chiều dài lưỡi của nó là 19.5, bản của nó tầm khoảng 3, nó dài tầm khoảng 2 ly rưỡi. Cây số 3 là một cây đề 3, chiều dài lưỡi của nó là 15, bản của nó tầm khoảng 4.2, con này nó dài tầm khoảng 4 ly hơn nha. Rồi mã số 3-24-500 nha. 3 cây. 3-25 bao gồm 4 món nha. Số 1 là một cái lưỡi santoku, chiều dài lưỡi của nó là 15, bản của nó tầm khoảng 4 và nó dày tầm khoảng 4 ly. Cái số 2 của nó là chiều dài của nó 15, bản của nó tầm 4.5, nó dài khoảng tầm 4 ly. Con này khả năng nó lưỡi dưới xanh nha. Rồi, cây số 3, một con này nó ốp kiểu ốp nasiji ha, 3 lớp nè. Nó sẽ là CG nhưng ốp nasiji nhưng mà kiểu giống như là nó không có chữ ha. Chiều dài lưỡi của nó là 16, bản của nó tầm khoảng 4 ha. Nó dày phần trong đây tầm khoảng 4 ly. Rồi cây số 4 là một cây đề 3 khâu sừng. Chiều dài lưỡi của nó là 11.5, bản của nó tầm khoảng 4 ha, nó dày. Dày khoảng 3 ly rưỡi, con này cán sừng nó bị lứt rồi. Giá của nó 4.500 yên vẫn dính ở trên cán. Rồi 4 món này là mình bán giá là 500.000. Mã số của nó là 3-25. 3-26, 3-26 4 món nha. Chiều dài lưỡi của nó là 13.5, bản của nó tầm khoảng 4.2-4.3, nó dài khoảng tầm 6 ly. Cây số 2, cây santoku, chiều dài lưỡi của nó là 16, bản của nó tầm khoảng 4. Cây số 3, đề 3, chiều dài lưỡi của nó là 15, bản của nó tầm khoảng 4.7, nó dài tầm khoảng 8 ly nha.
cái số 4 nè, cái Petty chiều dài lưỡi của nó là 14, bản của nó tầm khoảng 3. Rồi combo mã số 3 gạch 26, mình bán 500 nha. Ba gạch 27 là ba cái sashimi ha. Cái số 1 là khâu sừng vàng, lưỡi của nó là 23, bản của nó tầm khoảng 3.2.7. cái số 2 khâu sừng nhưng mà sừng độ ha, chiều dài lưỡi của nó là tới 26.7, bản của nó tầm khoảng 2.4. con này khá dày ha, dày 4 ly. Rồi cây số 3 cũng là sashimi, chiều dài lưỡi của nó tầm khoảng 20.5, bản của nó là 3 nha. Đó, rồi ba cây này mã số của nó là 3 gạch 27, 500 nha. Rồi hôm nay mình có tất cả 27 mã nha, anh em mua mã nào vui lòng nhắn tin mã số 03 cộng với lại số mã nha, gửi về số nhắn tin về số điện chỉ mình có để trên tiêu đề clip nha. Đó, anh em lưu ý nha, mã số 03, clip này là clip số 03 nha. Đó, rồi xin cảm ơn tất cả anh em và hẹn gặp lại anh em trong các clip tiếp theo.